xã Bình Thành tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại xóm Quyết Tiến. Tới dự có ông Phạm Đức Tuế, chủ tịch người cao tuổi huyện. Tại lễ ra mắt, Ủy ban dân xã đã thông qua quyết định thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của xóm Quyết Tiến được thành lập với 56 thành viên, trong đó có 5 thành viên trong ban chủ nhiệm. Đây là một tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp nhiều tầng lớp nhân dân với nhiều lứa tuổi ở cộng đồng khu dân cư. Theo quyết định hoạt động, câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ với mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi và có sự đóng góp của họ trong chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập và các hoạt động khác. Bên cạnh đó, khi tham gia vào câu lạc bộ, các hội viên còn được trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức về mọi mặt, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, được vay vốn lãi suất ưu đãi, thúc đẩy sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, các thế hệ, gắn kết tình làng nghĩa xóm, thúc đẩy các phong trào tại cộng đồng và thực hiện tốt pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi.